Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hơn 40 pha cứu thua phạt đền theo cách ấn tượng. Trong trận siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Liverpool, thủ thành Kepa đã khiến cho Salah và Van Dijk nản lòng với hai pha cứu thua đẳng cấp. Pha bóng diễn ra ở phút 74 khi Liverpool được hưởng phạt góc. Bóng đến chân Salah bên cánh trái trước khi tiền đạo này tung cú sút chéo rất khó. Tuy vậy, thủ môn Kepa vẫn kịp đổ người cản phá cú đá hiểm hóc nói trên. Ngay sau đó, trả bóng tìm đến chân trung vệ Van Dijk đang tham gia tấn công và anh sút trong tư thế khá lẻn chân. Sau khi đổ người từ cú sút của Salah, Kepa đứng lên nhanh chóng để cản phá cú đá tiếp theo vào khung thành trống của Van Dijk. Hai pha cản phá của Kepa khiến các cầu thủ của Liverpool, đặc biệt là Van Dijk rất tiếc nuối. Cùng điểm lại, hơn 40 pha cứu thua phạt đền theo cách ấn tượng nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai để đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn vào đường link của Shop Mr. Zero được đặt ở dưới phần mô tả để chọn cho mình mẫu áo ưng ý ủng hộ cho tụi mình nhé. Phạt đền là thứ đối kháng đơn sơ nhưng căng thẳng và hàm chứa nhiều nghệ thuật bậc nhất lịch sử bóng đá. Phạt đền không đòi hỏi chiến thuật cụ thể, nhưng những quả phạt đền có thể nói là những đòn tâm lý chiến cực mạnh. Chưa kể, nếu như trận đấu đang ở thế cân bằng, một phán quyết phạt đền sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho cả hai đội. Các thủ thành đã cản phá như thế nào khi đứng trước cuộc chiến vô hình này? Mời các bạn cùng xem lại tình huống cứu thua ấn tượng của họ qua những hình ảnh sau đây. Sau một trận đấu ở giải siêu cúp Nam Mỹ năm 2019, chân sút Brandy Spatra đã bị câu lạc bộ chủ quản đuổi ra đường vì quả Panenka thảm họa mà cầu thủ này thực hiện. Thủ thành của câu lạc bộ La Equidad không khó để cản phá thành công bằng ngực trước đường bóng nhẹ nhàng này. Ở trận gặp Zurich tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ năm 2014, thủ môn Joel Mo của câu lạc bộ Arrow đã giành chiến thắng khi đứng trước quả phạt đền của Jeff Mitty. Sau đó lại thêm một lần cản phá thành công cú sút bồi của tiền đạo này. Và khi bóng bật ra, hậu vệ của Arrow đã kịp bay người cứu bóng để tạo một màn cứu thua ngoạn mục với 3 pha cản phá chỉ trong vòng 4 giây. Tất cả sự bày tỏ, sự thán phục dành cho Bedenic sau pha cản phá phạt đền ảo diệu vào năm 2016. Đó là khoảnh khắc kịch tính khi thủ thành này đổ người sai hướng nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc và bật trúng vào lưng của anh. Bedenic đã phản xạ cực nhanh khi tiếp tục ngăn cản hai cú dứt điểm bồi ngay sau đó. Trong trận cầu ở một giải đấu tại Brazil năm 2016, thủ thành của Gloria đã có một pha cản phá khó đỡ nhờ sự hậu thuẫn của khung thành như được yểm bùa. Cú sút của Marquinhos bên phía International đã đánh lừa được anh, nhưng bóng đập vào cột dọc bên phải rồi phản sang cột bên trái. Cú sút bồi sau đó lại đập trúng chân của thủ môn này trước khi bóng bay ra ngoài, còn anh thì luống cuống vì không biết bóng ở đâu. Thủ môn Andre Redmayne đã đưa điệu nhảy trước khung gỗ lên một tầm cao mới trong loạt đấu súng tại giải vô địch quốc gia Úc. Thủ thành này đã nhảy nhót trong khung gỗ nhằm tạo áp lực tâm lý để rồi cản phá xuất sắc cú đá bên phía đối phương. Asian Cup 2015, thủ môn Vương Đại Lôi của Trung Quốc từng giúp đội nhà thoát hiểm thần kỳ trước quả penalty của Ả Rập Xê Út. Điều thú vị là trước khi đối diện quả phạt 11m này, thủ thành Trung Quốc đã quay lại hỏi một cậu bé nhặt bóng xem nên cản phá theo hướng thế nào. Và không ngờ rằng khi nghe theo lời khuyên của cậu bé, anh đã đổ người sang trái và cản phá thành công pha dứt điểm của đối thủ. Thank you.
of us are colorblind. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we call is falling out of line. They don't know the two of us are colorblind, yeah. Trong trận đấu với Lazio hồi tháng 12 năm 2019, thủ thành Gianni thi đấu thiếu an toàn khi phạm lỗi với Immobile trong vòng cấm, khiến Juventus phải chịu một quả phạt đền trên chấm 11m. Tuy nhiên, thủ thành người Ba Lan cũng thành công chuộc lỗi với hai pha cản phá liên tiếp trong tình huống này. Gặp nhau ở Bundesliga mùa giải 2018-2019, Leverkusen sớm có cơ hội khi được hưởng một quả penalty trên chấm 11m. Thủ môn Neuer đã thành công cản phá cú sút của Wendell, dù rằng sau đó trọng tài quyết định cho đá lại vì cho rằng thủ môn Bayern đã phạm lỗi di chuyển. Ở trận giao hữu giữa Brazil và tuyển Anh năm 2014, Brazil có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng cú sút 11m. Nhưng Ronaldinho đã không thắng được thủ thành Rojas trên chấm phạt đền. Một quả phạt đền, nói cho cùng thì người sút sẽ ra quyết định xử lý quả phạt, còn thủ môn sẽ phản ứng lại quyết định đó.
Nếu thủ môn khống chế được đầu óc đối thủ hay khiến đối phương mất tinh thần, anh ta sẽ có cơ hội để cản phá. Và những tình huống trong này là những màn cân não trên chấm 11m mà các thủ thành là người chiến thắng. Dù rằng tỷ lệ thành công của các thủ môn so với các chân sút là một điều chênh lệch rất lớn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip mới nhất của chúng tôi.